Xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Gia Lai nha mọi người. Hôm nay đang buổi sáng này mọi người. Bây giờ 5 giờ sáng rồi. Mình đi lấy măng về luộc cho mọi người nhé. Đây là rẫy điều, còn măng ở dưới kia. Mình phải đi qua cái rẫy điều này mới đến cái chỗ có măng được. Đây, mọi người, dưới đó rất là dốc dưới kia nhé. Đó. Ở đây là củi mọi người này, củi rất là nhiều này. Dốc lắm mọi người ơi. Dốc ơi là dốc. Đi muốn tuột cả người xuống. Đây có cả rau muống. Quả rau muống này cũng rất là ngon. Không biết có lầy không nữa. Lấy một ít rau muống đã. Rồi tí này lấy măng. Nón lắm mọi người ơi. Ngon quá. Lấy đi mà luộc thì ngon rồi. Hiện tại là mình đang đi vào rừng nha mọi người nhé. Mình đi vào rừng, đi được 3 ngày rồi. Và dự kiến thời gian đi khoảng đến Tết rồi mọi người. Đến Tết thì sẽ về. Cũng đi mưu sinh kiếm sống thôi. Ở đây thì cái điều kiện để sinh hoạt thì cũng rất là khó khăn. Mọi thứ là nước. Ví dụ như nguồn nước thì phải uống nước, ăn uống nước khe suối. Chỉ có mà mang gạo với một đồ số thức ăn khô vào thôi. Còn những cái đồ rau rừng, đồ rau thì ăn rau rừng, ăn măng. Mùa này thì măng nó cũng không có nhiều đâu mọi người. Vì là mùa khô rồi, măng không có nhiều nữa, ít măng rồi. Nhưng ở các cái khe suối này thì thỉnh thoảng vẫn có đôi bụi là có măng. Wow, thật đã. Đây mọi người, mình đã làm được một nắm to thế này. Đây đủ ăn rồi. Bây giờ mình đi lấy măng nhé. Rất tuyệt vời. Yeah. Đường rất là khó đi luôn. Bỏ vào giỏ này.
Rồi, đây có một cái măng. Lấy những cái phần nón nha mọi người, phần mềm thế chứ mang về nặng lắm, đường xa. Phần này ăn được không? Này ăn được này. Đó. Rồi, những thứ này là ăn được rồi. Ui dù, rơi mất rồi. Vô cái những cái này nó còn non ở bờ sau còn lấy còn cái to bự, cái này lớn này lên già rồi nó ăn, cái này thì lấy được một ít thôi, không lấy được nhiều. Này không ăn được rồi. Già quá. Này thì nó hơi già, về mình lấy được thêm miếng nào thì mình lấy, này già lắm này. Này bụi này lớn không có cái nào. Rồi bây giờ mình tạm đi về để nấu ăn buổi sáng đã, đi làm nè mọi người. Đấy, vào đây là bên kia có buồng chuối rất là lớn. Đây là chuối rừng nha mọi người. Này chuối rừng này. Mọi người thấy không? Đó,
chuối rừng đó. Này là cây mây mọi người. Này là hoa chuối cho mọi người nhé. Mình lấy thêm một cặp măng nữa. Đó. Bây giờ sẽ rồi, về thôi. Qua đây là dọn rau của mình đây mọi người. Đấy. Cổ cả rau muống này. Rau muống. Măng này. Rồi là bắp chuối này nha mọi người. Lên rất là dốc luôn.